Quý vị khán giả thân mến, xin được chào đón quý vị đang đến với số đồng hành thứ 10 của cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh 2012. Cuộc thi dành cho người yêu ca hát từ 35 tuổi trở lên do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty truyền thông Mayquy thực hiện với sự đồng hành của Sam Alipass. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là tất cả 9 thí sinh rất quen thuộc của chúng ta đã chuẩn bị để bước vào đêm thi thứ 3, cũng là một đêm thi rất là quan trọng để có thể thể hiện mình, thể hiện hết khả năng của mình để sau đó sẽ phân định được một ngôi nhất bảng, một ngôi nhì bảng và một giải khuyến khích của mỗi bảng của mình. Và trước cái thềm của đêm thi thể hiện mình thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe các thí sinh đã chuẩn bị như thế nào nghe. Đầu tiên là bảng A, dạ thưa chú Vá ạ. Đêm chung kết 3 tôi sẽ hát bài Nắng Chiều và có vũ đoàn Minh Hòa. Đêm này tôi sẽ hát một bản vui nhộn của bảng Ghen. Còn có hát bè nữa và sự minh họa, phụ họa theo. Bản thân Ngọc Thanh sẽ nhảy múa bản này cho vui nhộn. Sở trường của tôi là hát nhạc trữ tình, cho nên tôi chọn cái bài Chiều Vắng này. Và ban tổ chức đã chọn cho tôi một em bé rất là xinh để mà múa minh họa cho tôi, làm cho tôi nhớ lại hồi mình còn trẻ. Tôi chọn là bài Ngọn Lửa Cao Nguyên, muốn hòa mình vào một anh chàng Tây Nguyên. Một phần cũng nhớ tới ông bạn già Imon. Và ở vòng ngoài thì tôi sẽ hát và diễn một mình, nhưng mà vào đây tôi sẽ có nguyên cả đội múa với tôi. Thủy thích bài Chiều Xuân nên Thủy thích sẽ thể hiện là bài này của đêm thứ 3. Và sẽ có một nhóm người nhưng mà không phải là múa. Và thể hiện thế nào thì các bạn hãy đón chờ xem nhé. Mọi người đều khuyến khích tôi chọn lại bài hát Hòn Vọng Phu 1. Và tôi đã nhất trí như vậy. Và nhưng mà tôi rất là phân vân, rất là đau đầu giữa cái chọn cho mình một cái hoạt cảnh hay là chọn cho mình một cái nhóm hát bè. Rồi cuối cùng tôi sẽ chọn một cái nhóm hát bè bởi vì như vậy nó đã hơn. Tôi chọn cho bài hát Đêm Đô Thị của tôi trong đêm chung kết này thì bài hát rất là vui tươi, nhưng mà tôi ban đầu tôi rất sợ nhảy theo nhóm múa, nhưng mà tập dần thì tôi rất là thích. Đêm thể hiện mình này thì tôi chọn bài hát Cảm Ơn Mùa Thu. Lúc đầu thì cũng có hơi lắng đọng một chút nhưng mà khúc sau thì nó cũng sung lắm. Cho nên là tôi thích nhảy với cái đội múa để thể hiện cho bài hát được tốt hơn. Trong đêm thi thứ 3 này thì Hiệp sẽ chọn một bài hát của nhạc sĩ Đinh Quang Tuấn. Bài hát được mang tên Ngàn Năm Thăng Long Hà Nội. Với bài hát này thì Hiệp sẽ có một nhóm múa minh họa cho mình. Quý vị hãy chờ đón xem nha. Thưa quý vị và các bạn, sau trạm thứ 2 thì tạm thời bác Dương Văn Vá đang dẫn đầu bảng A nè, chị Trần Thị Thu Thủy đang tạm thời dẫn đầu bảng B và anh Thái Thanh Hiệp đang tạm thời dẫn đầu bảng C. Cái không khí cạnh tranh lành mạnh là điều rất bình thường ở trong bất kỳ một cuộc thi nào. Thế nhưng mà buông ra khỏi cái không khí của một cuộc thi thì cả nhà lại quay quần lại với nhau ấm áp và thân tình như trong là một đại gia đình vậy. Tôi, chị Hai Thanh dẫn đầu 9 thí sinh luôn. Đây, ba dạ. Dạ tôi là Tứ Nguyệt. Năm Chánh. Sáu Thủy. Bảy Thoa. Tám Hương. Chín Mỹ. Và Út Hiệp. Đêm chung kết 3 bao giờ cũng mang lại cảm giác phấn khích cho các thí sinh lẫn ekip thực hiện chương trình, bởi dường như sau một thời gian ngấm dần với cuộc thi, các thí sinh như những ngọn đuốc chỉ trực chờ bùng cháy với âm nhạc. Trong buổi tập Chiều thứ 3, chị mới vỡ bài Vỡ Bè Nếu Có. Sang thứ 4, các thí sinh sẽ có buổi chuốt giọng riêng với chuyên gia thanh nhạc, rồi Chiều thứ 5 tập lại lần nữa cùng rap với nhóm múa. Lịch trình kín mít nhưng ai nấy đều dường như cố gắng dồn hết sức mình cho đêm thi đặc biệt này. Mình có những cái nhận xét về các bác như sau. Bác nào thì cũng hát hay hết, và ở lứa tuổi của các bác thì thật sự là cái về cái phần hồn thì không thể chê vào đâu được. Nhưng mà mỗi bác lại có những cái thật là hóm hỉnh, thật là vui. Ví dụ như là bác Nguyệt thì bác hát rất là có hồn, nhưng mà đôi khi là có hồn quá rồi bác lại chú tâm quá, đâm ra lại hơi căng thẳng một xíu, nhưng mà khi mình nhắc là bác lại nhớ liền. Rồi bác Thanh thì bác rất là vui tươi, hóm hỉnh đến độ mà lên sân khấu là chỉ thích nhảy nhót, mà nhảy quá lại là đôi lúc hát không rõ lời. Còn bác Vá thì giống như là một thầy giáo vậy đó, bảo đâu là bác nhớ đó. Thật là thú vị khi mà được hướng dẫn cho ba bác trong cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh năm 2012. Khi tôi phụ trách cái bảng B thì ba thí sinh có ba phong cách rất là đặc biệt và khác nhau.
nhưng tất cả họ đều có chung một cái niềm đam mê ca hát rất là lớn. Ở anh Chánh thì có cái sự trẻ trung và sôi nổi rất phù hợp với những cái tác phẩm về truyền thống cách mạng. Còn về cô Thoa, điềm tĩnh hơn và ở cái giọng hát của cô nó có một cái gì đó, một cái tính chất, cái tố chất rất là chuyên nghiệp. Thế nhưng cô thì rất là hay bị căng thẳng khi lên biểu diễn, cho nên cái hiệu quả có đôi lúc nó không có tốt bằng cái khi mà cô đang tập. Cô rất là phù hợp với những cái dòng nhạc tiền chiến hay là những cái tác phẩm vang bóng một thời. Cô Thủy thì rất là phù hợp với những cái dòng nhạc quê hương mang âm hưởng dân ca. Và mặc dù lúc ban đầu thì cô có những cái khiếm khuyết về trong cái phát âm, mỗi khi hát những cái bài mà bắt buộc phải phát âm theo giọng chuẩn của tiếng Việt thì cô hơi bị vướng phải những cái lỗi về chính tả. Thế nhưng cô tiếp thu rất là nhanh và cô sửa rất là nhanh. Và khi lên diễn cô tập trung rất là tốt, cho nên cái hiệu quả lúc mà tập cũng như lúc khi biểu diễn nói chung là không có bị chênh lệch gì mấy. Nhìn chung ba thí sinh đều có một cái tâm hồn rất là trẻ trung, rất là đam mê ca hát. Và mỗi khi cất lên giọng hát thì người ta dành trọn con tim của mình vào trong cái tác phẩm đó. Và tôi cũng chúc cho ba thí sinh được thể hiện thành công trong những cái đêm thi của mình. Trong 2 tuần vừa rồi làm việc với ba thí sinh thì tôi cảm thấy là ba thí sinh năm nay có cái chất lượng, phải nói là cái giọng hát của họ là tốt, khỏe và cái thái độ làm việc rất là nghiêm túc, có sự đầu tư cho cái tác phẩm mà biểu diễn của mình. Chị Ngọc Mỹ, chị Mai Hương và anh Thanh Hiệp, mỗi người có một cái vẻ riêng khác nhau. Nổi bật nhất là chị Mỹ rất là sôi nổi, ốc lửa, nhiệt tình và hơi một chút xíu tự tin. Mà cái này cũng là tốt thôi, để cho cái sự thi của mình nó tốt hơn. Bạn Thanh Hiệp thì ít nói, cũng vui vẻ ít nói, hơi lắng một tí nhưng mà cũng rất là nội lực đầy mình. Tức là cái sự thể hiện của bạn trong các tác phẩm là mình thấy rất là tốt. Còn chị Mai Hương thì có cái sự sâu lắng, tình cảm, nhưng mà đôi khi cũng rất là có cái nội lực, có cái sự rực lửa ở trong con người của mình. Tôi hy vọng là tuần này họ sẽ hoàn thành tốt cái phần thi của mình một cách rất là tốt. Có lẽ quý vị khán giả cũng đang rất nóng lòng chờ đợi đến đêm mai để mà có thể thưởng thức các thí sinh tiếng hát mãi xanh 2012 của chúng ta có thể tung cánh với âm nhạc và diễn xuất như thế nào rồi, phải không ạ? Và quý vị hãy nhớ rằng là đêm mai 20:30 trên HTV7 quý vị nhé. Và chúng ta sẽ có hẳn 7 ngày để bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Và có lẽ trong giờ phút này đây thì mỗi thí sinh chúng ta sẽ nhắc lại một chút xíu về mã số bình chọn của mình chứ ạ. Tôi, thí sinh Dương Văn Phá, mã số 01. Tôi, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh, mã số 02. Tôi là Nguyễn Thị Nguyệt, mã số 03. Mã số 04, Dương Xuân Chánh. Trần Thị Thu Thủy, mã số 05. Tôi, Trần Thị Kim Thoa, 06. Trang Thị Mai Hương, 09. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 08. Thái Thanh Hiệp, mã số 07. Có 2 vị khán giả may mắn có từng đêm nhận được những món quà thưởng rất hấp dẫn từ cuộc thi. Nhưng chắc chắn cái điều mà tất cả các khán giả của chúng ta vui nhất là được nhắn tin để ủng hộ tinh thần cho những thí sinh nào mà mình đang rất trân trọng và quý mến qua cuộc thi tiếng hát mãi xanh như thế này. Và muốn bình chọn cho thí sinh thì quý vị chỉ cần nhắn tin với mã số của thí sinh đó và gửi đến cho tổng đài 8534. Thông tin chi tiết vui lòng liên lạc với trang web www.tienghatmaixanh.com. Còn bây giờ rất luyến tiếc phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào đêm mai, đó là đêm thể hiện mình 20:30 trên HTV7. Thưa quý vị.